Vệt máu trên chăn. Chào bà ạ. À, cho cháu hỏi, nhà bà có cần người giúp việc không ạ? À? Không, rất tiếc cậu bé, ta đang vội. Bệnh tình của mẹ ngày càng nặng rồi, bằng mọi cách mình phải kiếm được tiền mua thuốc cho mẹ. Thôi được, vì có một người giúp việc mới nghỉ, nên cậu có thể vào làm cho nhà chúng tôi. Công việc chính là dọn dẹp trong bếp, phụ cùng đầu bếp sơ chế thức ăn, giặt giũ rồi là quần áo, dọn phòng. Tôi nghĩ việc này hợp với nữ hơn. Cậu làm được không? Vâng thưa bà, không sao, cháu làm được ạ. Julie, vết ố trên tấm ga. Tôi biết, nhưng mà tôi đã gắn kỳ cọ, chà sát mà vẫn không thể nào tẩy hết được vết ố đó. Bà chủ chắc sẽ rất lấy làm bực bội cho mà xem. Bà ấy luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Biết làm sao, trừ phi có được những chất tẩy mới, có thể đánh bay được những vết ố cứng đầu nhất. Thế nào, mỗi ngày cậu được bà chủ trả cho bao nhiêu tiền? 3 đồng ạ. À, có 3 đồng thôi hả? Làm việc quần quật suốt 12 tiếng không ngưng nghỉ, mà chỉ trả được có như thế thôi sao? Tiền công đó quả là rẻ mạt. Vậy mà lúc nào tôi cũng thấy cậu vui vẻ hết. Có được việc để làm đã là tốt lắm rồi. Chị biết không, tôi đã lang thang đi tìm một thời gian dài mới tìm được công việc này đó. Tôi cần phải làm ra tiền để còn mua thuốc chữa bệnh cho mẹ tôi nữa. Mẹ cậu bị bệnh sao? Khổ thân. Cha, cha, sau một thời gian dành dụm, mình cũng đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ để gửi về cho gia đình rồi. Cảm giác của mình bây giờ thật là tuyệt. Mẹ, con dành đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi. Con trai của mẹ ngoan quá. Julie, Julie. Bà chủ. Julie, hãy là cho ta chiếc váy dạ hội này thật cẩn thận nhé. Bà chủ, để mai được không ạ? À? Giờ đã gần 1 giờ sáng rồi. Thợ may giờ mới gửi về. Cậu phải làm xong hẳn ngủ nhé. Ta muốn xuất hiện thật lộng lẫy trong ngày mai. Vâng, mẹ tôi sẽ đi là ngay đây ạ. À. Chết rồi, đây là chiếc váy bà chủ sẽ mặc trong ngày mai. Biết làm thế nào bây giờ? Hỏng hết rồi còn đâu. Như thế này thì làm sao mà tôi mặc được nữa? Bà chủ, tôi không cố ý. Bất luận là gì, lý do gì đi chăng nữa, thì cậu cũng phải đền cho tôi chiếc váy này. Cậu phải làm không công cho tôi 1 năm trời, cộng thêm cả số tiền cậu đã dành dụm, thì mai chăng mới đủ. Quỷ tha mà bắt, giờ nó chỉ là đồ bỏ đi thôi. Vậy là cả 1 năm trời công cốc rồi còn đâu. Sao mình lại đen đuổi vậy chứ? Mày hãy ở đó. Mỗi khi nhìn thấy vết ố kia, ta lại phải nhắc nhở mình không được phạm lỗi tương tự. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy? Chỗ bị dầu loang ra, không những không bị bẩn, mà còn sạch hơn những chỗ khác là sao? Lẽ nào dầu hỏa có công năng kỳ diệu như vậy? Mình nhất định sẽ tìm hiểu kỹ về điều này. Chà, những vết ố này thật đáng phiền quá. Ibista, khỏi phải lo. Tôi đã tìm ra cách đánh bay những vết bẩn này, mà còn chả cần đến nước nữa cơ. Chị biết không, hóa ra việc trộn dầu hỏa với một số hóa chất khác có thể tẩy được sạch như vậy. Còn sạch hơn rất nhiều lần so với dùng xà phòng thông thường. Trời ơi, thật kỳ diệu. Và chính cậu, Julie, cậu đã biến những điều kỳ diệu ấy trở thành có ích cho mọi người nhờ sự tìm tòi và trí thông minh của mình đấy. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Sự việc tưởng như đen đuổi, nhưng hóa ra lại là cơ hội. Từ một sơ suất nhỏ của Jolie đã tìm ra được phương pháp giặt khô rất tiện lợi. Sau này, phương pháp giặt khô ngày càng được cải tiến và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Hoa hậu nhân ái. Và ngôi vị hoa hậu năm nay thuộc về người đẹp Trần Gia Mẫn. Gia Mẫn. Cuối cùng thì em cũng đăng quang rồi. Chúc mừng em. Tất cả là nhờ sự chỉ bảo của anh à? Từ hôm nay công việc sẽ rất bận rộn. Đầu tiên, chiều nay chúng ta sẽ đến bệnh viện ung bướu để thăm bé Tinh Thu đang bị bệnh máu trắng nha. Dạ vâng. Cô Gia Mẫn vừa lấy máu xét nghiệm nên hơi mệt, mong mọi người thông cảm cho. Cô Gia Mẫn ơi, có phải cô xét nghiệm máu để xem tủy của mình có phù hợp để hiến cho bé Tinh Thu không? Đúng vậy, tôi hy vọng rằng tủy của mình sẽ phù hợp với bé Tinh Thu để bé có thể sống được. Bé chỉ có một người thân duy nhất là mẹ, nhưng tuổi của bà lại không phù hợp, hoàn cảnh gia đình lại vô cùng khó khăn. Gia Mẫn mong khán thính giả trên cả nước cũng như Gia Mẫn có thể giúp chút sức lực nhỏ nhoi để bé có thể chữa được bệnh. Cô ấy vốn bị bệnh thiếu máu nhưng vẫn cố gắng lấy máu để xét nghiệm. Giờ chắc mệt quá nên ngất xỉu rồi. Mọi người hãy tránh ra để tôi đưa cô ấy về nghỉ đã. Em làm tốt lắm, báo chí đang ca ngợi em hết lời kìa. Ngất xỉu một chút mới tăng thêm phần long trọng chứ. Khá lắm, lịch làm việc của em đây còn rất nhiều nơi nữa cần đến á. Nhớ là thể hiện mình trước ống kính cho tốt nha. Dạ. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn đăng quang, tên tuổi của em đã phủ sóng khắp miền Bắc rồi. Tất cả đều là công chỉ dạy của anh hết đó. Chúng ta phải thừa thắng xông lên. Anh sẽ đăng ký cho em tham dự cuộc thi Hoa hậu ở phạm vi quốc tế. Lúc đó tên tuổi em còn vang xa hơn nữa. Em có thể à? Có anh ở đây, anh sẽ giúp em chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất. Em cảm ơn anh đã trao cho em cơ hội đó. Anh Vũ à, anh phải giúp em. Có chuyện gì thế? Anh biết là em không thể làm được việc đó mà, đúng không? Em còn bao nhiêu dự định không thể bỏ lỡ được. Tâm, hãy cứ làm theo cách của anh đi. Và vương miện hoa hậu nhân ái đã thuộc về cô Trần Gia Mẫn. Xin chúc mừng Gia Mẫn. Gia Mẫn. Ngày hôm nay, đứng ở đây, việc hối tiếc nhất trên đời của tôi là tuổi của tôi không phù hợp. Tôi không thể giúp bé Thu, khiến bé không thể chờ đợi được và phải ra đi mãi mãi. Sự việc là ngoài ý muốn. Ai cũng biết tấm lòng nhân ái của cô, nhưng lực bất tòng tâm, xin cô nén đau thương và chia buồn cùng gia đình bé Thu. Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo. Cô ta là đồ giả tạo, chứ hoa hậu nhân ái cái gì. Bảo vệ đâu, đừng cho chị ta lên sân khấu làm loạn. Buông tôi ra, tôi chỉ muốn nói sự thật thôi. Sự thật về cô hoa hậu giả tạo này. Chị nói linh tinh cái gì vậy, sự thật gì chứ? Sự thật là con gái của tôi đã bị cô sử dụng để PR cho bản thân. Tôi chính là mẹ của cháu Tinh Thu đây. Chị là mẹ của bé Thu sao? Chị biết chuyện gì ạ? Ngày đó cô ta kêu gọi mọi người hiến tủy cho con gái tôi và cũng tự mình đi xét nghiệm. Báo chí hết lời ca tụng tấm lòng nhân ái của cô ta. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không xảy ra một chuyện. Rất nhiều người đã xét nghiệm tủy, nhưng chỉ có một người phù hợp với con gái chị. Tuy nhiên, người ta lại không đồng ý hiến. Sao lại thế ạ? À? Người ta đã đồng ý xét nghiệm rồi mà. Sao lại không đồng ý vậy bác sĩ? Đó là quyền cá nhân của mỗi người. Chúng ta cũng không thể miễn cưỡng họ. Bác sĩ, hãy cho tôi biết người đó là ai được không? Xin lỗi, đây là quy định bảo mật của bệnh viện, cũng là yêu cầu của người đi hiến, nên chúng tôi không thể tiết lộ được. Chị hãy bình tĩnh, chúng ta đành phải chờ vậy. Lúc đó tôi rất tuyệt vọng, nhưng lúc bảo vệ không để ý, tôi đã đột nhập vào công ty của Gia Mẫn
Mong cô ấy kêu gọi giúp đỡ tôi một lần nữa. Đúng lúc đến gần cửa phòng, tôi đã nghe thấy Gia Mẫn nói chuyện với quản lý của cô ta. Em yên tâm, anh đã nói với bác sĩ rồi, tuyệt đối không bao giờ để lộ ra người đó là em đâu. Coi như em không phù hợp. Tốt quá rồi, anh đúng là hiểu ý em nhất mà. Lúc đó tôi vô cùng sốc khi biết được sự thật, lại thấy bảo vệ xuất hiện nên tôi vội vàng bỏ đi. Mấy ngày sau, tôi đã cố tìm mọi cách liên lạc với Gia Mẫn, nhưng mà cô ta không nghe điện thoại của tôi. Thậm chí mấy lần tìm đến tận nhà, nhưng mà cô ấy đều từ chối gặp tôi. Cho đến khi con gái tôi không chờ được và ra đi mãi mãi, tôi đã định chôn chặt nỗi đau trong lòng. Nhưng mà hôm nay, cô ta lại một lần nữa nhắc đến con gái tôi, khiến tôi không thể chịu nổi. Cô lợi dụng con bé một lần để đánh bóng tên tuổi tôi đã bỏ qua, nhưng nay một lần nữa cô lại cứa vào nỗi đau của tôi. Tôi phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô. Không, mọi người đừng tin chị ta. Chị ta nói linh tinh đó. Nếu như tôi có nói sai, cô có dám đi xét nghiệm máu một lần nữa hay không? Kết quả sẽ chứng minh ngay. Nhưng mà cô sẽ không dám đâu, vì tất cả những điều tôi nói đều là sự thật hết. Hoa hậu đạo đức giả, xuống đi. Xuống giùm cái đi. Đúng rồi, bỏ vương miệng của cô ta đi. Cô ta không xứng đáng. Hãy cha Gia Mẫn, Gia Mẫn là đồ giả tạo. Chiếc yên ngựa ma quái. Ngày xưa, ở một thị trấn xa xôi, có gia đình quý tộc với cô tiểu thư xinh đẹp, nhưng tính nết hết sức tự phụ, không hề coi trọng những người làm công nghèo khó. Mau đi hái cho tôi vỏ táo đầy, nhớ chọn những quả chín mọng nhất đó. À, dạ thưa cô, thửa vườn này ông chủ giao cho tôi phải xới xong trong sáng nay, mà vườn táo gần nhất cách đây hơn 20 dặm, cả đi cả về. Tôi không quan tâm, anh muốn làm sao thì làm. Nội hôm nay anh không hái táo về thì tôi đây cũng có đầy cớ để cha cho anh nghỉ không công. À, cô chủ, cô làm khó tôi quá à. Thôi cậu đi đi, tính cô chủ oái âm, thường xuyên bày đủ trò, có khi sẽ làm khó cậu thật đấy. Việc ở đây để tôi lo cho. Cảm ơn cậu. Ừ, kia chẳng phải là cô chủ Jenny, còn đám người bịt mặt kia là ai? Trời, hình như là đầy tớ làm công nhà tôi. Không thể để ai làm hỏng chuyện của chúng ta. Tiểu thư, hãy chọn anh ta làm vật thử nghiệm đi. Con sâu ngủ như cậu, sao dạo này cứ ngáp dài ngáp ngắn thế? Gần đây tôi thi thoảng cảm thấy như bị mộng du, hễ nằm lên giường là mệt lả thiếp đi, nhưng dường như cả đêm lại không ngon giấc. Lạ nhỉ, đêm nào tôi tỉnh quay sang cậu cũng thấy cậu ngủ như chết. Thế ngoài cảm giác mộng du thì cậu còn thấy gì lạ không? Có, tôi thấy như thể mình đã phi qua cửa sổ. Hay là đêm nay đóng cửa sổ lại, biết đâu ngủ ngon hơn. Ê, phòng kho thì bí bách, có cái cửa sổ đón chút gió, đóng vào thì chết ngợp hả? Được rồi, cậu chỉ khéo cảm giác, từ nay để tôi ngủ phía cửa sổ xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không. Đêm sau đó, chàng thanh niên làm công Harry đổi chỗ cho bạn nằm sát cửa sổ. Vốn tính cẩn trọng, anh luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Cách của đám pháp sư hiệu quả thật. Dùng bộ yên ngựa này, tên đầy tớ ngày nào cũng như mộng du, tâm trí chẳng còn nhớ đến chuyện gì nữa. Trời ơi, đèn phép nói cảm giác như phi qua cửa sổ. Và giờ này cô chủ đến đây với bộ yên cương ngựa, lẽ nào cô ta đã giao du với đám pháp sư xấu, giở trò phù du gì? Được, nào ngựa, hãy đứng dậy.
là... Nè tiểu thư cưỡi ngựa tuyệt lắm. Chào mừng cô đến với vũ hội pháp sư đêm nay của chúng tôi. Tuyệt quá, ta thích nhất là bộ yên ngựa của các vị. Trời ơi, hóa ra tất cả là do bộ yên ngựa đó. Những đêm trước đã biến David thành ngựa, còn đêm nay là mình. Bộ yên ngựa quý báu thế, chúng tôi đã dành tặng cho tiểu thư. Còn châu báu thì... Đây, ta đã hứa thì sao quên mang theo chứ. Các người làm ta vui thì bao nhiêu cũng có. Sau đêm vũ hội của cô chủ, Harry được trả về phòng kho như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là sau khi được lột ngay bộ yên cương ma quái trên người. Trước hết, phải lấy bằng được cái yên ngựa ấy. Cô ta sẽ phải cất nó đâu đó trong chuồng ngựa, như lời lão pháp sư béo đó dặn. Bây giờ thì đến lượt cậu nha. Đúng là cửa sổ phòng kho chúng ta ngủ có vấn đề rồi. Có thể lắm chứ. Nên tôi đây hy sinh vì giấc ngủ của cậu. Hôm nay giao cho tôi việc ở chuồng ngựa. Cậu đi chăn cừu đi. Hay. Bình thường cậu luôn đổi việc dọn chuồng ngựa cho tôi, vì sợ mùi của bọn chúng lắm kia mà. Hôm nay thì khác. Thôi tôi vào dọn đây. Ít. Cả ngày nay đã lật tung cả chuồng ngựa lên rồi. Suốt cuộc cô ta giấu nó ở đâu chứ? Trời tối rồi, để cô ta đến đây trước khi mình thấy thì hỏng hết chuyện. Trời ơi, may quá. Thì ra ở tận góc ngách này. Để xem nó có thực sự là chiếc yên ngựa ma quái không. Ngựa, hãy đứng dậy. Nào tiểu thư, đã đến lúc ra ngoài rồi. Là tên đầy tớ ngủ say như chết ở nhà kho mình chọn để làm ngựa. Tại sao hắn có được bộ yên cương và cả lời phù chú chứ? Lẽ nào chuyện bị lộ rồi? Trời ơi, sao mình không thể tự tin nói được? Trai, ê, bực mình thật. Giờ này mà sao ả vẫn còn chưa đến? Hôm nay đã tròn 30 ngày ả dùng bộ yên cương với câu phù chú biến ngựa thành người. Chỉ cần ả sử dụng bộ cương hôm nay nữa thôi, thì ả sẽ biến thành nô lệ của chúng ta mãi mãi. Mấy đã dăng ra rồi, lẽ nào soi hỏng bỏng không sao? Đúng là may cho cô thật. Nhưng giờ thì chúng ta cùng đến nhà thợ rèn đá nào. Với lại, hãy nhìn kỹ mặt tôi đây. Tôi không phải là con sâu ngủ David đâu. Bác chắn đóng thật chắc giúp cháu nha. Nể cậu lắm, đêm hôm tôi mới dạy làm thế này đấy. Cậu tính đi đâu mà phải đóng phó ngựa cẩn thận thế? Mà con ngựa của cậu dữ quá, chả chịu nghe lời gì hết à? Dạ bác chắn giúp cháu, cháu có việc phải đi gấp ạ. À. Hắn định làm gì mình đây? Để xem ta trở lại thành người sẽ dạy cho tôi một bài học. Tên này tớ kia, cậu to gan lắm. Tôi nghĩ là cô chủ nợ tôi một lời cảm ơn đấy. Tôi không định làm to chuyện, nhưng cô hét lớn như vậy là tự gọi mọi người dậy đó nha. Cậu định làm gì? Tôi định tình nguyện làm ngựa để đưa cô chủ đến gặp đám pháp sư, để cô khỏi lỡ cái hẹn làm nô lệ mãi mãi cho chúng. Hoặc là tôi sẽ nói cho ông chủ và những người khác biết cô đã giao du với đám người xấu và suýt bị chúng dắt mũi. Cậu dám? Mau đốt ngay bộ yên cương ngựa ma quái ấy đi và tháo cái bộ móng này ra. Trừ khi cô hứa với tôi rằng từ nay hãy làm một cô chủ tốt, biết coi trọng người khác đi. Cậu dám ra lệnh cho tôi?
Được rồi, ta hứa, mau tháo những cái móng quái quỷ này ra đi. Có thế chứ, xin cảm ơn cô chủ trước nha. Nói gì thì nói, may mà cậu ta không để bụng mình đã cư xử tệ mà nộp mạng mình cho đám pháp sư kia. Suýt thì mình đã mắc bẫy đám phù thủy ấy. Mình đúng là tệ thật. Kể từ đó, cô tiểu thư tự phụ ngày nào thay đổi hẳn. Cô trở nên hiểu chuyện và cảm thông với những người nghèo khó, không bao giờ giao du với những kẻ xấu nữa. Đám pháp sư phù thủy chẳng thể ngờ được chiếc yên ngựa ma quái hòng thu phục nô lệ của chúng lại phản tác dụng biến xấu thành tốt như vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!